Cái gì? Ai chết? Ai chết? Nhà mình chết. Ô, con điên này, ăn nói thế à? Bác trưởng họ đang họp họ ở nhà thờ, đòi đuổi nhà mình ra khỏi họ kia kìa. Rồi ạ, con mà không có họ thì làm sao mà lấy chồng được? Chết rồi. Tôi chết. Làm thế nào bây giờ? Tất cả là tại ba. Có cái gì đâu ạ? Không mang họ này, mình mang họ khác. Vớ vẩn. Họ là tổ tiên bao đời. Bị đuổi ra khỏi họ là nhục nhã lắm. Là vô thừa nhận. Là bơ vơ. Người làng người nước người ta khinh cho. Lệ ơi, cháu ra ngoài kia mà xem, đang ầm ĩ cả lên. Mọi người đang đòi đuổi nhà mình ra khỏi họ đấy. Mà việc này nhá, cháu phải chịu trách nhiệm đấy. Mọi người vào thay đồ đẹp đi, cả nhà mình sẽ cùng ra đó chiến đấu. Sao lại phải thay? Sao lại phải mặc đồ đẹp để chiến đấu ạ? Nhớ mặc bộ đẹp nhất vào, không được xòe xòa đâu nhá. Đi vào cả đi, con đứng đấy làm gì nữa? Đi vào thay. Họ hàng gì cái nhà ấy? Con cái thì đuổi mẹ ra nhà thờ họ ở, còn cháu gái thì nghe nói đâu nó làm gái trên thành phố ấy. Có tí tiền về, hanh ha hinh hoang, đuổi chúng nó đi. Tóm lại, ai đồng ý cho gia đình Đặng Văn Vui ra khỏi họ thì giơ tay. Giơ tay luôn. Rồi, đã vậy, tôi quyết định. Xin chào bác trưởng họ. Chào bác trưởng họ. Xin chào bác trưởng họ. Các cháu đi theo bác này. Yêu cầu mọi người trật tự. Dạ, cháu xin. Cái con này. Trật tự. Dạ, cháu xin phép bác phụ ạ. Lên mâm em. Cái con này, mày định làm phản à? Cháu chào bác trưởng họ ạ. Cháu vừa mới đến mà bác đã con này con kia như thế rồi thì còn gọi gì là gia phong nề nếp của nhà họ Đặng ta nữa ạ. Mày bày ra cái trò này phải không hả? Mày định gây ra cái chuyện gì với dòng họ này nữa? Dạ, kính thưa các ông các bà, thưa các bác các cô các chú các anh các chị ạ, cháu là Đặng Mỹ Lệ, con gái của bố Đặng Văn Quân. Bố cháu không may mất sớm nên hôm nay không thể có mặt để tham dự với mọi người được. Nhân tiện có đông đủ mọi người ở đây, cháu đã đặt mấy mâm tiệc ở nhà hàng. Xin phép được thành tâm mời toàn thể bà con trong dòng họ nhà ta cùng liên hoan một bữa tưng bừng ạ. Cháu nó đã có lời mời thì mọi người cứ lên mâm mà. Vui là chính mà. Xin mời mọi người.